Ờ, thấy con vịt rồi đó, giờ thấy con vịt đâu. Mèo với chó theo chủ ở đây, lần này là theo chủ thôi chứ này con vịt này ngộ. Trời, con vịt này chắc vịt người ta nè. Ngoan dữ lắm nha, ổng đi đâu theo ổng đứng lại rồi nó đứng lại đó. Dù xuất hiện ngoài chợ phường 5 đã gần một năm nay, nhưng nhiều người vẫn không thể hiểu nổi vì sao một con vịt lại biết theo chủ, không rời một bước. Thường thì vịt nó rất là ít đi theo con người, nhưng mà tại sao mà anh có thể huấn luyện được con vịt này? Không, thực tình ra mà nói thì là tập tính của loài vịt là nó sống bầy đàn. Nếu mà nuôi hai ba con thì tôi cũng không dám bảo đảm là có thể huấn luyện được. Nhưng mà nếu một con thì nó đi theo chủ là bình thường. Rồi có cái là cái cách mà để cho nó lên xe rồi này kia, rồi nó đứng vững trên chiếc xe thì phải tập. Loài nào nó cũng có cái trí thông minh riêng của nó, nhưng mà tại vì mình không có khơi dậy được trí thông minh của nó thôi, thì mình huấn luyện thì nó sẽ thông minh. Vậy bây giờ em có thể mượn con vịt của anh để kiểm tra xem nó có phải thông minh giống như anh nói hay không? Rồi. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ làm một phép thử nha quý khán giả. Không chỉ có chúng tôi mà nhiều người hiếu kỳ cũng thử con vịt nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chú vịt để mất dấu chủ của mình. Hồi nhỏ anh cũng chở gai cho vô đây nè, rồi cái cũng chọc, nó hay chọc thì nó nhát lắm, rồi cái càng ngày càng lớn nó quen dần, cái nó thích nghi ở chợ á. Rồi ở chợ thì người ta đi chợ người ta thấy á, rồi mình khi nó chọc đó rồi nó chạy lại chủ đứng nha, nó sợ người ta bắt nó gì á. Không chỉ theo sát chân chủ, chú vịt còn biết bảo vệ, không cho bất cứ ai lại gần ông Hoài. Chưa thấy trường hợp nào mà nó thân thiện mà khi lại mà nó biết đuổi mình ra, rồi nó ghía cái chân mình như thế. Thì đúng là cái suy nghĩ như con người, nó mới có những cái hành động như thế. Hết giờ làm việc, con vật lại được chủ cho lên xe về nhà. Mình đi từ đây ra tới chợ, hoặc từ chợ về tới nhà thì mình dừng xe đèn đỏ. Giờ cao điểm nó phóng xuống cho xe cái chết à. Nhưng có điều là không bao giờ nó phóng xuống. Nhưng mà khi mình chạy tới chợ và đi chợ về tới nhà là nó tự động nó phóng xuống. Nó có nghĩa là nó biết được cái chỗ đó là cái chỗ nó xuống hàng ngày. Chú vịt này từ lâu như một thành viên không thể thiếu trong gia đình của ông Hoài. Yêu thương con vật, ông Hoài cũng rất vui khi nó được mọi người xung quanh chào đón. Nói chung là bà con người ta rất thương. Hồi còn nhỏ là nhiều lắm, tại vì bữa nay mới xuống đây không ấy chứ, lúc trước là nó còn nhỏ nhỏ con nít đó, nó dễ chơi lắm, có khi người ta không cần đi chợ nữa, người ta chở con người ta ra ta chơi chứ dịch một chút rồi ta chở về. Thì có bữa mình không đem ra hình như ta muốn dặn á, ta chở con ta ra bỏ trong nhà, ta chở bỏ công việc ta chạy ra ta cho nó chơi trong dịch mà không có con dịch. Người ta muốn dặn như kiểu không được vui, thì ra tôi phải chở ra. Thường có ở Cà Mau có một con chó mà nó đi bán vé số. Nhưng mà có tụi nó ngậm tiền, nó đi dùm, nhưng mà con vịt tôi đang tập, nhưng mà rất khó là có cái là ảnh lúc đó cũng cạp 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 cái miệng thì mở ra mới vô thì không thể ngậm tiền được.